Bienvenue à l'école de langue pro, où vous apprendrez les dialogues courts les plus importants de la vie. Êtes-vous prêt? Commencez. Tôi xin lỗi vì sai sót. Không có sự khác biệt gì cả. Tôi xin lỗi vì sai sót. Không có sự khác biệt gì cả. Ông của bạn bao nhiêu tuổi? Ông nội của tôi 91 tuổi. Ông của bạn bao nhiêu tuổi? Ông nội của tôi 91 tuổi. Tôi cảm thấy buồn. Tại sao? Điều gì đã xảy ra? Tôi cảm thấy buồn. Tại sao? Điều gì đã xảy ra? Nhân tiện, bạn đến từ đâu? Tôi đến từ Áo. Nhân tiện, bạn đến từ đâu? Tôi đến từ Áo. Nó có nghiêm trọng không? Không quá nghiêm trọng. Uống một ít thuốc thì bạn sẽ khỏe. Nó có nghiêm trọng không? Không quá nghiêm trọng. Uống một ít thuốc thì bạn sẽ khỏe. Nếu bạn không thể đến ngày mai, tôi sẽ tìm bạn. Không sao đâu. Nếu bạn không thể đến ngày mai, tôi sẽ tìm bạn. Không sao đâu. Trời có mưa không? Tôi e là vậy. Trời có mưa không? Tôi e là vậy. Tôi có thể mang theo một người bạn không? Bạn có thể mang theo bạn bè. Tôi có thể mang theo một người bạn không? Bạn có thể mang theo bạn bè. Tôi muốn có kỳ nghỉ ở châu Âu vào mùa thu này. Tôi cũng thế. Tôi muốn có kỳ nghỉ ở châu Âu vào mùa thu này. Tôi cũng thế. Bạn thích đi du lịch không? Vâng, tôi rất thích nó. Bạn thích đi du lịch không? Vâng, tôi rất thích nó. Bạn nghe thấy tôi không? Vâng, nhưng bạn nghe có vẻ yếu. Bạn nghe thấy tôi không? Vâng, nhưng bạn nghe có vẻ yếu. Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh của bạn? Tôi thích sưu tập tem. Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh của bạn? Tôi thích sưu tập tem. Chủ nhật này tôi muốn ăn thức ăn Nhật Bản. Vâng, hãy đi đâu bạn muốn đi. Chủ nhật này tôi muốn ăn thức ăn Nhật Bản. Vâng, hãy đi đâu bạn muốn đi. Họ không phải là sinh viên phải không? Thực sự tôi không biết. Họ không phải là sinh viên phải không? Thực sự tôi không biết. Có câu hỏi gì không? Không có câu hỏi gì. Mọi thứ rất rõ ràng. Có câu hỏi gì không? Không có câu hỏi gì. Mọi thứ rất rõ ràng. Bạn định đến cùng tôi không? Không, tôi cần phải đi ngủ. Bạn định đến cùng tôi không? Không, tôi cần phải đi ngủ. Bạn có ý gì? Không sao đâu. Bạn có ý gì? Không sao đâu. Anh ấy không hút thuốc. Điều đó là điều tốt cho phổi của ông ấy. Anh ấy không hút thuốc. Điều đó là điều tốt cho phổi của ông ấy. Bạn thường hay đi nhà hàng ăn tối không? Nhiều đêm trong tuần tôi đi nhà hàng. Bạn thường hay đi nhà hàng ăn tối không? Nhiều đêm trong tuần tôi đi nhà hàng. Bạn thường thức khuya phải không? Chỉ khi tôi đang ở một buổi tiệc. Bạn thường thức khuya phải không? Chỉ khi tôi đang ở một buổi tiệc. Tại sao bạn không đi làm hôm nay? Chúng ta nghỉ ngơi hôm nay. Tại sao bạn không đi làm hôm nay? Chúng ta nghỉ ngơi hôm nay. Tôi không biết cô ấy là ai. Bạn đang nói dối đấy. Tôi không biết cô ấy là ai. Bạn đang nói dối đấy. Tôi có thể đến thăm vào thứ hai tuần tới không? Vâng, xin hãy đến bất cứ lúc nào. Tôi có thể đến thăm vào thứ hai tuần tới không? Vâng, xin hãy đến bất cứ lúc nào. Hôm nay thực sự lạnh phải không? Vâng, hôm nay tôi đang trượt tuyết. Hôm nay thực sự lạnh phải không? Vâng, hôm nay tôi đang trượt tuyết. Bạn nói tiếng Anh rất tốt. Cảm ơn bạn. Bạn nói tiếng Anh rất tốt. Cảm ơn bạn. Bạn thích môn thể thao nào? Tôi thích bóng đá và bóng rổ. Bạn thích môn thể thao nào? Tôi thích bóng đá và bóng rổ. Chúng tôi đang chuẩn bị kết hôn. Tôi vui vì bạn. Chúng tôi đang chuẩn bị kết hôn. Tôi vui vì bạn. Bạn nghe tiếng Trung tốt. Mỗi sáng tôi nghe một chương trình phát thanh tiếng Trung. Bạn nghe tiếng Trung tốt. Mỗi sáng tôi nghe một chương trình phát thanh tiếng Trung. Ống dẫn lại bị tắc lại. Tôi sẽ gọi thợ sửa ống nước để sửa chữa. Ống dẫn lại bị tắc lại. Tôi sẽ gọi thợ sửa ống nước để sửa chữa. Bạn có cái gì đó lớn hơn không? Tất nhiên, chúng tôi cũng có size lớn hơn. Bạn có cái gì đó lớn hơn không? Tất nhiên, chúng tôi cũng có size lớn hơn. Nhanh lên. Thong thả một chút. Nhanh lên. Thong thả một chút. Tôi bị đau đầu kinh khủng. Đợi ở đây. Tôi sẽ lấy thuốc cho bạn. Tôi bị đau đầu kinh khủng. Đợi ở đây. Tôi sẽ lấy thuốc cho bạn. Bạn đã đọc nghiên cứu được thực hiện chưa? Thú vị thật. Bạn đã đọc nghiên cứu được thực hiện chưa? Thú vị thật. Bạn có gu thẩm mỹ tốt. Bạn có thực sự nghĩ như vậy sao? Bạn có gu thẩm mỹ tốt. Bạn có thực sự nghĩ như vậy sao? Bạn muốn xem phim không? Tôi không có tâm trạng. Bạn muốn xem phim không? Tôi không có tâm trạng. Kỳ thi nghe của bạn thế nào? Không tệ. Điểm số trên 80%. Kỳ thi nghe của bạn thế nào? Không tệ. Điểm số trên 80%. Xin chào, tôi có thể gặp ông Brang không? Xin lỗi, ông Brang không thể gặp bạn lúc này. Xin chào, tôi có thể gặp ông Brang không? Xin lỗi, ông Brang không thể gặp bạn lúc này. Khi nào là thời gian tốt để gọi? Gọi cho tôi vào ngày mai. Khi nào là thời gian tốt để gọi? Gọi cho tôi vào ngày mai. Bạn đọc loại báo gì? Một tờ báo tài chính. Bạn đọc loại báo gì? Một tờ báo tài chính. Tại sao bạn trông bối rối vậy? Tôi lạc đường. Tại sao bạn trông bối rối vậy? Tôi lạc đường. Bạn muốn ăn gì vào buổi trưa? Bất cứ thứ gì. Bạn muốn ăn gì vào buổi trưa? Bất cứ thứ gì. Bạn có bị thương không? Không có gì nghiêm trọng. Bạn có bị thương không? Không có gì nghiêm trọng. Bạn biết số điện thoại này không? Tôi cũng không biết. Bạn biết số điện thoại này không? Tôi cũng không biết. Khi nào phù hợp cho bạn? Chủ nhật này tôi rảnh. Khi nào phù hợp cho bạn? Chủ nhật này tôi rảnh. Bạn đã ở đây vào tháng 2 phải không? Không, tôi không phải. Bạn đã ở đây vào tháng 2 phải không? Không, tôi không phải. Rau và hoa quả trong cửa hàng này rất tươi. Thật sao? Sau đó, tôi sẽ đi mua một cái gì đó. Rau và hoa quả trong cửa hàng này rất tươi. Thật sao? Sau đó, tôi sẽ đi mua một cái gì đó. Cái này nhỏ quá với tôi. Bạn có cái lớn hơn không? Cái này nhỏ quá với tôi. Bạn có cái lớn hơn không? Bạn làm gì trong thời gian rảnh rỗi? Tôi thích chơi bóng đá. Bạn làm gì trong thời gian rảnh rỗi? Tôi thích chơi bóng đá. Bạn cần nó càng sớm càng tốt phải không? Không cần vội. Bạn cần nó càng sớm càng tốt phải không? Không cần vội. Số điện thoại của anh ấy đã được ghi trong tờ báo này, bạn có thể liên hệ với anh ấy. Vâng, cảm ơn bạn. Số điện thoại của anh ấy đã được ghi trong tờ báo này, bạn có thể liên hệ với anh ấy. Vâng, cảm ơn bạn. Bạn thích gì? Tôi thích chơi bóng rổ. Bạn thích gì? Tôi thích chơi bóng rổ. Bạn đã giúp đỡ rất nhiều. Luôn luôn là niềm vui của tôi khi được giúp đỡ. Bạn đã giúp đỡ rất nhiều. Luôn luôn là niềm vui của tôi khi được giúp đỡ. Tôi biết một nhà hàng ngon. Họ phục vụ thức ăn loại gì? Tôi biết một nhà hàng ngon. Họ phục vụ thức ăn loại gì? Bạn có thể dừng nói chuyện được không? Xin lỗi, tôi không biết bạn đang làm việc ở đây. Bạn có thể dừng nói chuyện được không? Xin lỗi, tôi không biết bạn đang làm việc ở đây. Bạn có thể đưa tôi đi không? Tất nhiên. Bạn định đi đâu? Bạn có thể đưa tôi đi không? Tất nhiên. Bạn định đi đâu? Bạn thường thấy anh ấy có thường xuyên không? Chúng tôi ăn trưa cùng nhau 2 lần mỗi tháng. Bạn thường thấy anh ấy có thường xuyên không? Chúng tôi ăn trưa cùng nhau 2 lần mỗi tháng. Bạn muốn đặt hàng bây giờ không? Vâng, xin vui lòng. Bạn muốn đặt hàng bây giờ không? Vâng, xin vui lòng. Nó khó để nói tiếng Anh phải không? Nếu bạn luyện tập, tiếng Anh rất dễ dàng. Nó khó để nói tiếng Anh phải không? Nếu bạn luyện tập, tiếng Anh rất dễ dàng. Làm thế nào bạn biết nhau? Chúng tôi gặp nhau tại buổi tiệc sinh nhật của người bạn chung. Làm thế nào bạn biết nhau? Chúng tôi gặp nhau tại buổi tiệc sinh nhật của người bạn chung. Còn điều gì tôi có thể giúp bạn không? Cảm ơn vì mọi thứ. Còn điều gì tôi có thể giúp bạn không? Cảm ơn vì mọi thứ. Khi nào bạn sẽ đi đến Thượng Hải? Bây giờ tôi không biết gì cả. Khi nào bạn sẽ đi đến Thượng Hải? Bây giờ tôi không biết gì cả. Hôm nay bạn sẽ đến trễ phải không? Vâng, tôi nghĩ vậy. Hôm nay bạn sẽ đến trễ phải không? Vâng, tôi nghĩ vậy. Tôi có thể hỏi bạn một điều gì đó không? Vâng, câu hỏi của bạn là gì? Tôi có thể hỏi bạn một điều gì đó không? Vâng, câu hỏi của bạn là gì? Bạn nghĩ sao? Bạn thực sự có tài năng viết nhạc. Bạn nghĩ sao? Bạn thực sự có tài năng viết nhạc. Cô ấy rất giỏi trong việc nói tiếng Anh. Cô ấy thường học hành. Cô ấy rất giỏi trong việc nói tiếng Anh. Cô ấy thường học hành. Bạn nghĩ anh ấy ghét tôi không? Anh ấy hướng nội. Bạn nghĩ anh ấy ghét tôi không? Anh ấy hướng nội. Anh ấy vắng mặt hôm qua. Bạn biết tại sao không? Tôi đoán anh ấy bị ốm. Anh ấy vắng mặt hôm qua. Bạn biết tại sao không? Tôi đoán anh ấy bị ốm. Bạn không đồng ý với tôi à? Tôi không nghĩ vậy. Bạn không đồng ý với tôi à? Tôi không nghĩ vậy. Tôi sợ trời sẽ mưa. Đừng quên ô dù. Tôi sợ trời sẽ mưa. Đừng quên ô dù. Tôi sẽ làm một số việc trong nhà. Làm ơn đợi tôi một tí ở đây. Tôi sẽ làm một số việc trong nhà. Làm ơn đợi tôi một tí ở đây. Mỗi tuần bạn tập thể dục bao nhiêu lần? Tôi tập thể dục 4 ngày mỗi tuần. Mỗi tuần bạn tập thể dục bao nhiêu lần? Tôi tập thể dục 4 ngày mỗi tuần. Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi tối nay không? Tính cả tôi vào. Bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi tối nay không? Tính cả tôi vào. Tôi đang nói gì vậy? Bạn đang kể cho tôi về chuyến du lịch đến Thượng Hải của bạn. Tôi đang nói gì vậy? Bạn đang kể cho tôi về chuyến du lịch đến Thượng Hải của bạn. Tôi không thích nói trước đám đông. Đừng sợ. Mọi người đều rất thân thiện. Tôi không thích nói trước đám đông. Đừng sợ. Mọi người đều rất thân thiện. Tôi rảnh rỗi bây giờ. Bạn muốn đến buổi hòa nhạc không? Tôi rảnh rỗi bây giờ. Bạn muốn đến buổi hòa nhạc không? Kỳ thi vật lý của bạn đi thế nào? Không tệ, cảm ơn. Kỳ thi vật lý của bạn đi thế nào? Không tệ, cảm ơn. Thời tiết đang ngày càng mát mẻ. Đây, dùng áo khoác của tôi. Thời tiết đang ngày càng mát mẻ. Đây, dùng áo khoác của tôi. Bạn đến từ đâu? Vancouver. Bạn đến từ đâu? Vancouver. Anh ấy nói gì? Anh ấy nói rằng anh ấy đến từ Canada. Anh ấy nói gì? Anh ấy nói rằng anh ấy đến từ Canada. Bạn đã quyết định chưa? Không, tôi chưa quyết định. Bạn đã quyết định chưa? Không, tôi chưa quyết định. Số điện thoại của anh ấy đã được ghi trong tờ báo này, bạn có thể liên hệ với anh ấy. Vâng, cảm ơn bạn. Số điện thoại của anh ấy đã được ghi trong tờ báo này, bạn có thể liên hệ với anh ấy. Vâng, cảm ơn bạn. Bạn đi ngủ mỗi ngày lúc nào? Khoảng 12 giờ trưa. Bạn đi ngủ mỗi ngày lúc nào? Khoảng 12 giờ trưa. Sau khi tốt nghiệp, bạn muốn làm gì? Tôi sẽ tiếp tục học. Sau khi tốt nghiệp, bạn muốn làm gì? Tôi sẽ tiếp tục học. Khoảng bao nhiêu là ngân sách của bạn? Ngân sách của tôi là 1.000 yên. Khoảng bao nhiêu là ngân sách của bạn? Ngân sách của tôi là 1.000 yên. Bạn muốn thêm bánh không? Tôi cảm thấy thỏa mãn. Bạn muốn thêm bánh không? Tôi cảm thấy thỏa mãn. Làm thế nào bạn đã đến đó? Tôi đã đến đó bằng máy bay. Làm thế nào bạn đã đến đó? Tôi đã đến đó bằng máy bay. Sân bay đông đúc. Hãy để mắt bạn trên chiếc vali này. Sân bay đông đúc. Hãy để mắt bạn trên chiếc vali này. Bạn sẽ ở lại đây bao lâu? Tôi sẽ ở lại 3 tuần. Bạn sẽ ở lại đây bao lâu? Tôi sẽ ở lại 3 tuần. Bây giờ bạn cảm thấy thế nào? Tôi ổn, và tôi có thể ra viện vào tháng sau. Bây giờ bạn cảm thấy thế nào? Tôi ổn, và tôi có thể ra viện vào tháng sau. Bạn muốn tôi cắt nó như thế nào? Cắt ngắn toàn bộ. Bạn muốn tôi cắt nó như thế nào? Cắt ngắn toàn bộ. Bạn muốn thăm nơi nào nhất? Tôi muốn thăm nơi mà tôi thích nhất là Paris. Bạn muốn thăm nơi nào nhất? Tôi muốn thăm nơi mà tôi thích nhất là Paris. Mùa thu thật mát mẻ. Đó là lý do tại sao tôi yêu mùa đó. Mùa thu thật mát mẻ. Đó là lý do tại sao tôi yêu mùa đó. Cái radio này thuộc về bạn phải không? Vâng, tôi nghĩ là vậy. Cái radio này thuộc về bạn phải không? Vâng, tôi nghĩ là vậy. Chào, rất vui được gặp bạn. Rất vui được gặp bạn. Chào, rất vui được gặp bạn. Rất vui được gặp bạn. Ông của bạn bao nhiêu tuổi? Ông nội của tôi 91 tuổi. Ông của bạn bao nhiêu tuổi? Ông nội của tôi 91 tuổi. Bạn thích cốc không? Tôi thích Sprite hơn là cốc. Bạn thích cốc không? Tôi thích Sprite hơn là cốc. Trong thời gian rảnh rỗi, bạn thường làm gì? Đọc sách và trò chuyện với bạn bè. Trong thời gian rảnh rỗi, bạn thường làm gì? Đọc sách và trò chuyện với bạn bè. Bạn đến từ đâu? Tôi đến từ Nhật Bản. Bạn đến từ đâu? Tôi đến từ Nhật Bản. Cô ấy đã mất vé xổ số may mắn của mình. Không thể có thật. Cô ấy đã mất vé xổ số may mắn của mình. Không thể có thật. Bạn đã từng đến Shanghai chưa? Không, tôi chưa. Bạn đã từng đến Shanghai chưa? Không, tôi chưa. Merci pour votre apprentissage. Si vous aimez notre chaîne, veuillez vous abonner, laisser un commentaire et partager. À la prochaine, au revoir.